Anh em nhớ để ý like share hộ An nha. Quét 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 quét. Không tặng lụm được để dành được không? Không để dành được đâu bạn ơi. Không để dành được đâu. Người anh em Hunter về xe cái nhà. À bình tĩnh à, bình tĩnh à. Ok. Xe cái gì? Giới thiệu sự kiện á? Thôi mày cái đấy rồi tôi tí anh add luôn mèo gà làm mốt cho anh nhá. Thích cái gì thì share, chứ còn bây giờ anh là con người công việc ngày bao nhiêu ngày stream 10 tiếng đồng hồ, thời gian đâu mà ngồi post mấy thứ vớ vẩn em hiểu không? Mèo gà vớ vẩn. Dỗi lòi ra. Nếu ngày mai bận mà một ngày tôi bận lắm mẹ, stream 10 tiếng mười mấy tiếng bây giờ tôi không thể stream thì các ông lại bảo là anh không thể stream, anh lười như con chó ấy, các thứ, xong rồi bây giờ tôi bảo tôi bận tôi phải stream nhiều thì các ông lại bảo là tôi xạo lìn dỗi kinh khủng. Ui ván này đồ ngon rồi, ván này đồ ngon rồi. Ván này là về cơ bản là đồ đạc là tươi đấy. Bây giờ bốn con này ra thêm hai đồ nữa là ở mức độ là chấp nhận được ấy. Đợi xong nhưng không vô game mà bị đăng nhập lại có nghĩa là sao? Có nghĩa là lag quá đấy, có nghĩa là đông người quá chứ sao? Ui 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 ui, lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi nhìn thấy cái thanh đồ của tôi nó bẹ. Thật đấy. Bãi cả lìn. Thế thì Khôi lấy, cảm thấy Khôi cần thì Khôi lấy thôi, chứ còn bây giờ thì chứ bây giờ Khôi cần mà mình lại không đưa thì Khôi lại trách thì không được. Má mẹ đồ con tràn ra đất ấy, kinh thật. Tôi còn chưa định hình được là tôi phải chơi cái những cái độ gì vô cực kiếm bên này. Từ lên TF. Má được trận đồ nhiều sướng thật chứ. Con này lại đánh băng tộc rồi. Con này lại phải đánh băng tộc rồi các bạn ạ. À ok. Ơ thế éo nó ván này mà lại không ra một con Gunslinger nào khác ngoài con Tristana nhỉ? Kemstapu. Cả huyết kiếm nữa này, đủ cả huyết kiếm luôn này. Ma nó ngon. Chết luôn Chitana. Đồ thì nhiều nhưng mà cờ thì lại như cứt. Đấy. Để im xem nào. Băng tộc ra phát tôi đánh ngay. Yên tâm. Ván này mà
ra át sớm mà tôi thắng ngay, à tôi đánh ngay. Con này cute đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Cảm ơn Thành Trung tặng sao nha. Bây giờ nó vẫn còn nhiều lỗi lắm các bạn ạ. Cứ bình tĩnh, từ từ để còn fix lỗi dần. Em không thể biết phải làm sao. Con tim anh nhói đau từng cơn em ơi. Chắc là bán này đánh một là băng tộc, hai là noble. Sắp sửa bán Chitana này, Chitana 3 cũng bán. Chitana 3 thì chơi, còn không thì Chitana 2 bán luôn. Cho vài round nữa mà không ra Chitana 3 bán luôn. Em sai rồi. Em sai rồi. Xin anh một lần. Thôi lấy cái, đúng ra là lấy con gấu này thì đẹp hơn, nhưng mà thôi kệ, không cần. Xin em một lần hãy nói em yêu anh. Ôi đi mẹ, Chitana 3 thật các bạn ạ. Cái gì, ván này tôi lại phải đánh Gunslinger rồi. Ván này phải đánh Gunslinger rồi. Đừng rất xa kỷ niệm. Anh vẫn ở đây ngóng chờ em. Giờ em ở đâu? Sao em đã đánh rơi tình anh? Hãy quay về đây bên em. Chưa có tanh. Team này chưa có tanh. Nên là vẫn rất yếu. Em như gục ngã, chìm đắm trong ly rượu cay. Gunslinger với cả băng tộc. Attack on other enemy in range. Thế cửa à? Để xem 4 Gunslinger nó có mạnh không nhá. Chưa mạnh lắm, chưa mạnh lắm, cứ từ từ. Chưa mạnh lắm các bạn ạ, cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Từ từ sẽ nắn ra, bao giờ bằng mạnh thì thôi. Ai ra? Mẹ con Vega này ra lắm thế nhở? Nịnh nọt hay như nào? 1, 2, 3. Ôi bạn. Không chơi V nữa, không chơi V nữa. Nhiều cộng 1 quá đi.
Cảm ơn Nguyễn Lê nha. Trận này đồ nhiều nhưng mà cờ nó ra yếu quá. Ai ơi, mẹ tí thì ăn tiền đấy. Cờ xấu quá. 5 trên 5. Để xem có thằng nào chơi AP không nào. 73% máu. Mà từ nãy giờ không lên được con Tristana 3 nhở. Cái bọn nó đã có team băng dùng cái này, cờ bọn nó toàn cộng 2. Tôi dướn cái bộ Gunslinger quá. Chưa con nào lên 2 cả. Cờ nhiều cộng 1 quá. Tristana sắp lên 3 bán đi thì cũng khá tiếc ấy. Nhưng mà cuộc sống mà nhiều khi mình không thể control được mấy cái điều đấy. Wow. Chuyển có băng tộc có kịp không nhỉ? Bây giờ bán Tristana đi, chuyển có băng tộc này. Thế bán sạch tôi chuyển cái băng tộc tôi đánh đây đi. Đi cam đã thua rồi. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Kiếm BF rồng này. Con rồng này rất ngon đây này, đi xem thằng nào lấy. Nhưng mà mình không đánh bộ rồng, tôi đang đánh bộ băng tộc ván này. Ad không một tốc độ đánh thì làm sao bắn á, chả biết. Thế nó vẫn ra tên mà. Tôi thấy nó vẫn bắn được ra tên mà. Chứ tốc độ đánh thì thiếu gì cách. Đây này, đây là tốc độ đánh chứ đâu này.
Đây, đây chính là tốc độ đánh này. Thì quay thì tốc độ đánh thích thì đầy tốc độ đánh luôn. 1, 2, 3 Ranger, 4 Ranger. Rồi, nhịn nốt turn này xem nó như thế nào nào. Thằng này đã có mẹ con ba rồi này, trong khi mình đánh toàn cờ một thì mẹ ông đánh toàn cờ ba bất tử. Vẫn yếu quá, chưa có đam thì mẹ, cái đội hình này toàn cộng một yếu quá. Thôi 41 máu là cái ngưỡng máu bắt đầu nguy hiểm rồi, bắt đầu phải phải roll bung tiền ra để roll này. Dưng ra con chó sói làm cái chó thế. Nâng cấp xong bán vẫn hòa tiền mà, có bị lỗ đâu. À thì mẹ mày cũng bất tử, cũng bất tử, ghê ghê ghê. Con nào ba đây nhở? Bắt đầu của những ván thắng của mình rồi đấy. Level 3. Nên anh lùi bước về sau. Nên một con nữa là có element đánh cái này, một con nữa là có element đánh cái này. Ba Galaxia. Em hiểu sao bọn băng tộc ván này nó trốn đi đâu hết thế nhở? Những cái câu hỏi nào mà tôi cứ bị lặp đi lặp lại nhiều, anh em trả lời hộ tôi với nhá. Nhiều bạn vào theo dõi livestream sau mà không biết thì anh em trả lời hộ cái. Thua này. Đi mẹ thua mấy con chó này, điêu thật, lười xếp đội hình thua mẹ luôn này. Chập. Sắp Lissandra 3 rồi này. Đây rồi. Up cấp. Để tiền up cấp. 26. Round sau lên cấp luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình cũng 6. Rồi, đóng 3 con ven lại, đóng 3 con ven lại. Ăn lìn luôn. Thằng này chơi nhiều Hunter, à chơi nhiều Ranger này. Một, hai, ba, bốn Glacia. Bốn Glacia. Tremble at my roar. Glacia, 2 Knight, 2 Ranger. Yeah.
Hết mẹ tiền rồi. Chán nhỉ, con át 3 tiền khó ra thế. Toàn phải đánh át 1 ạ. Bây giờ con át 2 có vẻ tuyệt vời không? Bây giờ con át 2 là tuyệt vời luôn. Lên được con Lissandra 3 cho nó gọn bản đồ cũng được. Ui, Garen này. Ai xa. Ba Elementalist, ba Glacia. Hết mẹ cái slot rồi. Yếu quá, bộ này thiếu đam quá. Toang rồi. Lần nào đấy tôi đánh băng tộc cũng bị thiếu sát thương. Toang ấy, nhiều khả năng là toang rồi đấy. Save money. Thìa vàng này. Nhưng mà con này về nó bị ghép với thìa luôn. Con này lấy về nó ghép với thìa luôn. Nó ghép với cái độ tốc độ đánh. Được cái Blade Master à? Được cái gươm vô danh à? Nhưng mà thôi cho nó lên 2 đi. Cho nó lên 2 đi. Không biết có lật kèo được không? Khó kinh khủng. Cái thìa này về không có tác dụng. Cái thìa này về là bị ghép mất đồ luôn rồi. Blade Master. Đúng lúc nó già đi, cày thế. Ui giời ơi. Đánh team này khó lật kèo lắm. Rất khó lật kèo. Nếu có tiền mà lên 8 cái này, phải có tiền lên 8 thì may ra. Thôi dù sao dưới được con As 2, gọi là thôi cũng chưa ăn thua lắm. Toàn quá. Đi săn ra mãi không lên 3 đi. Có tí nhớt mà chơi chứ. Bây giờ hack đâu ra được con Garen 3. Garen 3, Lissandra 3. Thì may ra thì còn đép được. May ra thì còn lọt được top 3. May ra lọt được top 3. Sao không mua gấu 2 rồi bắt đầu mua Garen 3 gì? Thì câu trả lời đơn giản là bây giờ kể cả gấu có 3 cũng chả có slot mà nhét vào. Anh em hiểu không? Bởi vì bị full slot rồi. Thế nên là cái con gấu 3 hay gấu 2 bây giờ vào nó cũng không có slot để mà nhét vào nữa. Cái đội hình là đội hình fix cứng rồi, nó không thay thế được con nào cả. Ý các bạn bảo là thay con gấu 2 này cho con Garen 2 này gì? Tôi sắp lên Garen 3 rồi này. Mà tôi để này tôi còn được 2 Nai này. Để ở phía trước thì nó còn block được đam, nó còn đép được này. Gấu ấy là một con nhiều tiền, con 3 tiền. Với lại là tác dụng của nó không nhiều lắm.
Nó không có CC. Mà con này phải có đồ thì mới khỏe cơ. Gấu này phải có đồ mới khỏe. Không thì khá là ù lì. Gấu ra đầy này, bởi vì bọn nó không mua nên nó ra nhiều lắm. Mà tôi đang muốn up cái bọn này lên 2 lên 3 thì nó mới dép được. Thua 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 thua. Hết tiền. Ván này hết tiền. Hay quá, con Leona của nó bị tắc. Con Leona bị tắc. May quá bên kia xếp đội hình sai, mình đép được thêm round nữa. Chắc hết rồi đấy. Mọi thứ đến đây có lẽ chấm dứt rồi đấy. Chút anh rep inbox em với nhau. Ok Duy Phương ơi, ok. Bây giờ là level 7. Là cái tỷ lệ ra con 1 tiền cho con Garen nó sẽ ít đi nhiều. Ơ đi mẹ, con Akali này bị điên à? Akali mày bị điên à? Thôi bây giờ đến 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 tiết mục tích tiền để lên cấp rồi. Ít nhất phải lên cấp 8, 8 con cờ thì mới đánh được. Thằng top 1 vừa thua này. Ngon. Không tệ. Không tệ lắm. Tạm chấp nhận được. Bắt đầu tiết kiệm tiền, bắt đầu tiết kiệm tiền. Hú hồn cái lòn còn nguyên. Đây này, mấy thằng này cũng không cần lên lên cái level này, nó chỉ cần lấy chất thôi này. Ông dùng hết tiền ông roll đi mẹ. Thằng này băng tộc là cũng đáng gờm này. Đấy, gặp nó luôn đây này. Rất đáng gờm đấy, nhưng mà thằng này xếp ngu con Leona của nó các bạn nhìn này. Nó xếp con Leona gần như không có tác dụng gì cả. Mẹ đứng im từ đầu đến cuối xong ra phát chết luôn. Thông minh lắm. Thông minh lắm đồ ngu ạ. Ok. Được, đội bạn chấp kèo, đội bạn chấp kèo. Từ nãy giờ nó vẫn xếp đội hình y hệt như thế đấy. Có Garen không? Trong này không có Garen à? Để biết lấy con gì. Brand thì lên 2 rồi. Ôi, lấy cái cung gỗ. Lấy cái cung gỗ về vứt cho con Kindred. Vứt đồ cho Kindred. Đội hình này không biết lấy cái gì. Nó cũng chả có băng tộc nào trong đấy cả. Đây rồi. Giờ ok ok ok. Ý trời ý trời ý trời. Đây. Vứt đồ cho Kindred bắn. Lấy cái bất tử. Khỏe phết rồi đấy. 46 trừ 16 là bằng bao nhiêu? Bằng 30 à? 30 vàng. Chắc là nốt round này. 2 round nữa. Phải 2 round nữa mới đủ tiền. Ô, thằng này đánh đội hình gì mà dị hợm này. Các xa đìn để tuổi cái lìn cho nó nhanh. Quang bô la dạ. Quang bô la dạ. Đéo kịp quang bô la rồi.
Úi dồi ôi. Ôi, hú hồn cái lon còn nguyên, may quá. Không, bán này tôi không đánh rồng. Cái gì nó ra cái đấy. Không thèm mua luôn. Tích tiền. Tôi sẽ lấy cái interest cộng 3 này. Tích tiền đến 2 turn nữa. Nếu như mà ông trời mà cho win note round này là coi như là tỷ lệ vào top 3 là sẽ cao hơn một chút. Mấy thằng này là mấy thằng, tức là nó chỉ thế này. Gặp thằng, nói chung là tôi bây giờ tôi không sợ thằng nào cả. Trừ khi đen lắm. Trừ khi đen lắm ăn quả CC nó kiểu mẹ hóc hiểm thì mới thua ván này thôi. Chết mẹ Kennen luôn. Bù la ra. Ok. Ok. Ui Garen xoay đẹp quá. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Ngon rồi. Cảm ơn Lê Trung Kiên tặng sao nhá. Game này vĩnh viễn. Bây giờ vứt thêm một con băng tộc vào nữa là perfect. Mà các bạn biết tầm này là vứt con băng tộc nào vào đẹp nhất không? Đó chính là Anivia. Tầm này kiếm được con Anivia đẹp nhất. Bởi vì sao? Bởi vì Anivia thì tôi sẽ vứt con Kennen này đi được. Như vậy là tôi sẽ vẫn có 3 Elementalist mà lại có thể có 4 Glacia. Bây giờ là tôi thèm nhất là con Anivia. Còn cái slot tiếp theo tôi có thể vứt thêm một cái con ở tộc khác vào để ghép một cái bộ khác. Ví dụ như tôi sẽ tìm một con Phantom để tôi ghép Phantom này. Disram à, được của nó đấy nhờ. Disram. Đây bây giờ mới bắt đầu lên này, bây giờ mới bắt đầu lên này, Phantom này. Sao nhiều lợn thế? Mẹ lợn gà nó tự dưng ra nhiều thế. Khả dịch chết luôn. Bị Phantom. Bị Phantom mà đốt máu đi ra chúng mày. Chết con mẹ chúng mày đi. À được 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 được. Thì mẹ có CC chất lượng đấy. Chim ưng, chim ưng. Có thêm một búa băng là được thêm một băng tộc cái gì? Ừ, cái hướng đấy cũng hay. Cái hướng đấy thì cũng không tệ lắm. Khá là thông minh ấy, nhưng mà điều kiện nó không cho phép các bạn ạ. Kale này. Noble này. Không. Tầm này bắt kale vào là không hợp lý. Ơ, tôi vào top 2 rồi này. À, lại cái thằng xếp Leona ngu, cái thằng này thua chặt rồi. Coi như nó xếp là bị phí mất con Leona, mà con Leona bị đốt phát còn 100 máu đây. Leona đứng im từ đầu đến cuối. Lại còn bất tử cho Leona, chứ vô thằng hâm. Ôi, thằng này xếp cờ sai. Thằng này thua rồi. Ơ, sao ông Echo ông chửi tôi? Đờ mờ an hay vãi? Thì tôi... Thì thế mà cũng bị chửi, sẽ thật chứ lị. Hết. Chả con gì là mà vương vấn cả.
À thằng này xếp xếp lại rồi, bắt đầu xếp bớt ngu hơn một chút xíu rồi. Chả giải quyết vấn đề gì. Với tôi thì cũng chả giải quyết vấn đề gì. Tỷ lệ thua thì là cũng có đấy. Tỷ lệ thua là có đấy nhưng mà không cao. Lucian chết đến đít mẹ, vừa ra còn 100 máu. Bù la băng ra. Ok. Bù la băng. Không gái không gái, tôi khiêm tốn. Tôi vẫn quán triệt cái tinh thần là hướng đến một người streamer với một cái đức tính quý báu ấy là khiêm tốn. Không 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 gái không gái không gái, bởi vì chắc là bạn nhường, chắc là bạn nhường mình chứ. Chứ thực ra thì cũng có gì đâu mà gái. Có gì đâu mà gái đâu, khiêm tốn mà, tên tôi là An Khiêm Tốn mà. Thế cái việc mà các bạn thấy tôi mở bát một cái buổi livestream mà một ván nhất thì nó cũng quen rồi mà, nó cũng quen mắt rồi mà, có gì đâu. Một cái vấn đề lớn trong cái ván vừa rồi ấy, một cái vấn đề lớn trong cái ván vừa rồi của tôi là nó vừa đỏ mà lại vừa đen. Tất cả đồ thì rất nhiều, đồ dùng rất nhiều, rất là thích, nhưng mà đen cái là cờ lúc đầu nó ra nó bị xui quá. Toàn cờ cấp 1 thế nên là máu nó bán hơi nhiều. Máu nó bị bán nhiều quá, thế nên là tôi bị toang cái khúc đầu là hơi nhiều. Máu tôi xuống còn 7 máu, sau đấy thì tôi lại đó thì tôi sẽ lại bật lại được. Khi mà tôi đã ghét được một cái đội hình mà nó đã vào core item rồi, nó đã vào một cái mà có được cái điều kiện thắng rồi thì tôi bật lại được, tôi bật lại được.